sản xuất Tincom Media hân hạnh tổ chức cuộc thi cover bài hát Kiều Mệnh Khúc, nhạc phim điện ảnh cổ trang Kiều do ca sĩ Bùi Lan Hương thể hiện với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt dành cho khán giả có MV cover xuất sắc nhất là một iPhone 12 mini 128GB. Ngoài ra có 4 giải phụ gồm giọng ca nữ hay nhất, giọng ca nam hay nhất, ca khúc parody chế lời xuất sắc nhất và một giải hát cùng ca sĩ Bùi Lan Hương hay nhất trên TikTok. Mỗi giải sẽ nhận được một Smart TV Samsung 32 inch. Tất cả các giải thưởng sẽ được hội đồng ban giám khảo gồm đạo diễn phim điện ảnh Kiều Mai Thu Huyền, nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Bùi Lan Hương, đạo diễn MV Đào Đức Thành và khán giả bình chọn. Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2021 và kết thúc vào 0 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2021. Hãy truy cập vào live fanpage của Kiều để download beat gốc Kiều Mệnh Khúc và biết thêm chi tiết cách thức tham gia cũng như tất cả những lưu ý để gửi bài dự thi đúng quy định. Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia cuộc thi để nhận những phần quà cuối cùng.